Xin chào quý vị, một tuần đã trôi qua thật mau và chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Alo Phim Nghe. Và hôm nay trong số gala, Gia Vịnh xin phép tham lam hơn một chút. Thay vì chỉ hai tác phẩm đang hoặc sắp phát sóng, Gia Vịnh sẽ cố gắng giới thiệu đến tất cả quý vị càng nhiều bộ phim càng tốt. Thưa quý vị, đầu tiên hãy nói về những bộ phim đang phát sóng. Hiện trên HTV7 và HTV9 có những bộ phim sau đây. Vào lúc 11 giờ trên HTV7, từ thứ Hai đến thứ Bảy, Thư Sinh Bóng Nếu Đêm. Nếu hai người sinh ra đứa trẻ, thì con của ngươi hoặc con của đứa con đó, bất luận truyền đến đời nào, thì một trong những người có trong mẫu hệ với ngươi cuối cùng cũng sẽ bị hiến đổi. Lúc 12:20 trên kênh HTV7, bộ phim Sitcom, Chuyện Gì Đang Xảy Ra. Ngay sau đó 13 giờ, bộ phim Yêu Con Gái Kẻ Thù. Vào lúc 16:55, Trái Tim Mỹ Nhân phần 4. Vẫn trên HTV7, lúc 20 giờ, Đặc Vụ Ở Macau. Dám xâm nhập vào máy tính chủ của công ty. Trong khi đó trên HTV9, lúc 12:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy, bộ phim Sự Trả Thù. Lúc 15:05 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 sẽ phát sóng những tác phẩm điện ảnh Nga đặc sắc. Và cuối cùng, 20 giờ trên kênh HTV9, Hợp Đồng Định Mệnh. Thưa quý vị, điểm chung của các bộ phim này là hấp dẫn, kịch tính, nhân văn, rất nhiều nút thắt sắp được hé lộ. Do đó, hãy mở sẵn TV cả ngày để không bỏ lỡ các tác phẩm nào nhé quý vị. Và tiếp theo, Gia Vĩnh xin phép được giới thiệu bộ phim sắp phát sóng trên HTV, tác phẩm Thổ Nhĩ Kỳ, Tình Yêu Và Tham Vọng, phát sóng từ ngày 27 tháng 12 lúc 11 giờ. Maran, một cô nhi xinh đẹp quyết chí trở thành quản lý của nhà hàng nổi tiếng Luna. Để chạm tới ước mơ, bước đầu, Maran xin làm phục vụ trong một tiệm bánh ngọt. Và chính tại đây, cô gặp Sáp, người đàn ông với vẻ ngoài nổi loạn, bốc đồng. Maran yêu Sáp từ cái nhìn đầu tiên. Và cơ may chợt đến với người phụ nữ trẻ, Maran được giao trọng trách quản lý nhà hàng Luna. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, Maran nhận ra ý đồ thật sự của Sáp. Và thưa quý vị, theo dõi tác phẩm, khán giả sẽ được chứng kiến quá trình trưởng thành của một phụ nữ. Một con người vốn dĩ bình thường khi bị đặt vào hoàn cảnh đầy thử thách. Ở đó, nhân vật trung tâm Mara đã minh chứng cho sức mạnh phi thường của bất kỳ ai. Dù nhỏ bé hay yếu ớt, một khi đã hành động đúng và tin tưởng rằng mình hành động đúng, có thể chuyển hóa được tất cả trái tim, sắt đá nhất, tâm hồn thương tật nhất. Vậy là thời lượng dành cho Alo Phim Nghe đã hết. Sau một năm phát sóng, Gia Vĩnh hy vọng sẽ nhận được những ý kiến phản hồi, đóng góp của quý vị về chuyên mục trong năm qua, để chúng tôi có thể làm tốt hơn trong năm tới, giúp mang đến cho tất cả quý vị những thông tin phim ảnh thực sự hữu ích. Và bây giờ, Gia Vĩnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.